Ngày hôm qua, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đã đi kiểm tra công tác tổ chức Tết Quân dân năm 2024 trên địa bàn huyện. Đoàn đến kiểm tra địa điểm và các khâu chuẩn bị tổ chức Tết Quân dân năm 2024 tại quảng trường huyện Phong Điền. Dự kiến Tết Quân dân năm 2024 sẽ khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 23 tháng 1 và sẽ diễn ra đến ngày 26 tháng 1. Năm nay, Ủy ban nhân dân xã Nhân Ái được chọn làm điểm tổ chức của thành phố Cần Thơ và huyện Phong Điền. Đến thời điểm này, đã thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực như nâng cấp tuyến lộ giao thông nông thôn Mương Điều dài 2 km, lắp 145 trụ đèn chiếu sáng, vệ sinh trồng hoa kiểng tổng chiều dài trên 20 km, vân vân. Ban tổ chức Tết Quân dân năm 2024 huyện cũng đã sửa chữa và xây dựng mới 33 căn nhà cho người dân khó khăn về nhà ở, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người già, người dân khó khăn, tặng hàng trăm phần quà và 100 suất học bổng cho học sinh vừa khó học tốt, người dân khó khăn trên địa bàn huyện. Qua công tác kiểm tra, đồng chí Đào Ngọc Chi, Bí thư huyện ủy Phong Điền lưu ý, ban tổ chức của huyện huy động đủ lực lượng, phương tiện, phối hợp nhân dân thực hiện các công trình phần việc đúng tiến độ. Các hoạt động tổ chức cần tiết kiệm, ý nghĩa, giản đơn, gần gũi, vui tươi, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân và dân.